ngâm rượu ấy nó đúng này. Tất cả các loại huyết và người chỗ khu đa chữ là đánh dao đấy nhỉ. Thằng con mà lấy cho bố mấy con cá mà con cá nó đây đây bố. À đúng rồi. Nướng lên lên. Không nướng gì không. Nhưng mà con thôi phải làm cho anh kiểu về. Không làm anh không gọi đâu nhưng mà em làm để cho các bác mua đây. Không, lấy cá. Không, lấy được rồi. Lấy cá vào người. Được rồi, bác thôi nhá. Được, lấy cá đấy. Lấy gì nhỉ? Lấy cái gì không quên, lấy cái cân. Bố bố đây là cái cân chứ, cái cá. Cân để làm, không lấy cân để làm. Cân phải ra không, cân nó lấy không chủ lạnh. Đưa 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 lên cân đấy, bỏ cái cân đấy vào đây. Năng lượng đổ lên cái mình uống luôn, luôn uống luôn mà. À đúng rồi, cái kiểu của anh hết rồi. Đó đổ ra uống luôn nó cam gì. Em thích uống của mình tự say trăm. Cái đấy là rượu nhà nấu. Khi nào em ấy thì bởi vì nó chạy chảy huyết đấy. 6 ạ. Để 5. Cứ để 5 mà làm đêm đây đây nó không chảy. Em chỉnh cái cân ở dưới đi đã, xoay cho nó đúng đắn. Quên mà. Đây nó hết chảy rồi, cầm nào. Nào, nghe rồi. Bác. Tô đây 6 là ăn. Chứ được bao nhiêu thì nó nằm đấy, cân qua cân kia. Cầm nhung tô đẹp như này mà bé nhỉ. 5 lần 8 nhưng mà để xem ở bên này nha, đây chỉ xem điện tử nhá. Đấy, đẹp nhất. 5 là 7, 8, đấy có nghĩa chính xác luôn. Thôi làm ngay đi, đúng rồi. Thế là đúng rồi, làm ngay như này. Anh không gọi đâu, từ từ. Chỉnh chính xác hôm bữa là sai. Để ra cho bác nó cái này nhá, bác nên điều hành luôn cái này. Nhầm. Mình chắc bọc cặp này. Lúc này bố sẽ không. Nó nên dễ. Cả bông, nếu không đổ cái này ra cho nó đỡ nó tới không? Nhiều đường nó ngọt. Giống như là cho cái này mà. Lặng vào anh ạ. Không, nó đen. Cái này nó đen thằng to nó bơ. Đen à? Chúng ta là mình nó cho đen. Đen đi ra khăm luôn. Nhìn cái màu nó khác này. Màu đen luôn. Uống luôn vào ngay. Mình uống luôn vào ngay. Đấy, nhìn thấy chưa? Màu nó khác này. Luôn. Thành phố về coi như là trao huy chương cả gia đình, nhưng mà tất cả
bố đồng ý bây giờ con thấy em chuyên về mảng nào? Chuyên mảng nào? Chuyên về cuộc sống. Chuyên về sợ cuộc sống này. Chuyên xương khớp. Em nhìn không làm nhiều lúc bao nhiêu? Đấy giống nghề đấy. Giống nghề đấy. Nhiều thứ chủ lực là giống nghề đấy. Ô Yên ơi. Tôi cần đây cái. Ở đâu rồi? Đây rượu này rượu nhẹ. Đợi tí nào. Đây của anh cho anh nhé. Rượu gương chưa? Lấy ra đây cho mẹ cái. Không, cái này nước nó vào nên nó mới không bị chảy. Chị hiểu chứ? Một tí nước hàng quán lại ấy. Đấy, nó không bị chảy. Đủ thôi. Chị ơi, khỏ có đấy không em? Đủ rồi. Chút này là cầm máu luôn. Không biết là... Con này với cái con mười mấy ngày là cùng tuổi đấy anh Đạt. Con này với con kia là cùng tuổi. Em con mỏng như con mọc sao? Đúng rồi. Ờ đúng rồi, nó không theo gấp con nhau đâu. Làm chạm mấy nó lại bắt đầu mỏng ấy. Tầm này nó là tầm này mình chẳng có nhưng mà các em nó nhiều tiền nhiều. Bảo tao rồi, bảo cái gì đấy. Bảo kia là nó cưới vào. Cả năm nó ăn đây lên một này. Nhưng mà khi mình chẳng có thế thì người không đi một này khác nhau đấy kia là chung thôi. Có vậy hả? Năm nay chả hai lần, 13 lần. Cặp nhung quá đẹp. Nước sạch thoải mái. Chuối mình con dặn. Tôi đọc đi đây. Con thoải mái. Cần cho lỡ này này. Không, nhưng rồi là làm một cặp lép ấy. Làm ra cặp lép cũng buồn là cho này. Chỉ vì nó trên bát này. Nhưng mà không, tức là đấy là mùi mùi hoa hết trong cái cạo này. Đấy là chị sấy chứ hay là cạo? Chỗ này đổ ngay, một chỗ này đổ thì mắt đen ngay. Cái lớp da cấy này mình cạo như này ấy. Đen quá đi để anh. Chị không lo đâu, không mà kệ nó, đi thật lương nó em giờ ấy mà quét dọn em kệ nó. Bảo nó bảo là chỗ này chắc là bác này hơn em tuổi. Chắc hai ông anh năm nay bao tuổi? Anh tên gì nhỉ? Em tên Diệu. Diệu đúng rồi. Thế chú bao nhiêu? Diệu. Dạ. Em ấy 56. Em ấy sẽ 63. Năm. Rồi 63. Nếu mà... Anh này nhìn. 56 là... Có tuổi á? Hơn 60 á? Thôi chứng tỏ là 63 tuổi. Hơn 6 tuổi. Năm ngược. À đúng thế. Giờ bác phải nó lại có ai. Nếu mà tính con số thì nó không kém. Kém cái tuổi cái số to hơn. Cái lên trên xuống nó khác nhau chứ. Số tôi to hơn. Mình chứng tỏ đã có 2 à? Không, nó không bị hôi đâu. Chị, nó mùi mùi tanh. Không phải là bao giờ là cái đồ này bây giờ nó có mùi gây gây. Nó nhiều chất nó tanh thì chị Dung chỉ biết là. Không, hôi không quan trọng bởi vì là cái kiểu. Đây là bạn đấy chứ còn tôi thả thẳng nó rượu luôn. Lau qua tí cồn ngâm cả cái vào trong bình luôn. Các ông là chỉ rửa khóa cả thả luôn cả luôn cả. Tôi rửa rượu cái thì bạc luôn. Cả vào bình luôn. Thì ngâm thì nếu không sợ cái lông thì mình thả. Không bây giờ mình thái ra ăn thì nó khác. Em cạo hết lông của chị mà. Mình thái ra ăn thì phải cạo sạch lông này. Cạo ngay đây chị này. Ngâm mà. Thôi để bao vậy. Thôi em ơi em còn thái còn lấy mà. Bình thường ra nếu mà cái lau quá.
Đây, cái đấy là đây lựa làm đâu rồi? Làm đầy rồi. Nào, tiếp tránh cho bố. Rơi. À đây là rơi à? Nhưng mai đi đâu lại nhặt được nhiều hơn nhỉ? Mai nhặt hơn đâu? Rơi là chuyện bình thường, đây mình đi vào đầu cũng bị rơi. Nào, cái nào? Rơi là chuyện bình thường. Đúng rồi.